À, chào các bạn. Hôm nay tôi ở nhà các bạn ơi. Hôm nay thằng em đi chăn bò, hôm nay rủ mấy anh em đi. À, đây là cháu của tôi, còn hai kia là hai em. À, tôi hôm nay tôi không biết làm gì hơn. À, bây giờ mấy bọn em á đi mời tôi đi đi làm nộm dưới đu đủ các bạn. Thì các bạn có làm gì không? Mà mùa dịch này chắc các bạn không có đi đâu ha. Thôi kiếm gì ăn đi cho nó vui. Ấy tôi khó ăn nộm lắm, nhưng mà hôm nay mấy em kêu tôi anh ơi anh rảnh thì dẫn tụi em đi làm nộm. Tôi có ít chục ngàn đi mua mấy cái đồ lặt vặt để làm nộm ăn nha các bạn. Bây giờ đi xin nộm bác nhà kế bên gì đồ đủ bác nhiều lắm, đi xin bác cỡ tầm khoảng cái to như thế này đủ ăn đủ bốn đứa ăn rồi. Các bạn theo chân tụi tôi nha, cảm ơn các bạn. Bây giờ tôi đi cái qua nhà bác đi hái mấy đứa đi. Đi nè, đi nhanh lên đi này. Thôi tôi đi hái các bạn ơi. Đó. Sao hả? Sao mà hái được? Ờ, đi đường sau lưng kia này. Hái đi sao được? Đây này. Qua kia hái chứ. Mấy đứa qua kia hái đi. Đây đi các bạn ơi, đi nãy mình có xin bác kia rồi. Trời ơi, gái một đứa leo dậy thì sao? Hái cái nào vừa vừa thôi, hái to quá ăn không hết đâu. Hái đi. Cẩn thận nha Hiền. Hai cái nào vừa vừa thôi, đừng có hai coi chứ rớt hai cái xong luôn á, đưa tiền cho bác luôn nha. Hồi nãy tôi xin bác một cái thôi. Kẹp rồi các bác à. Lên cẩn thận đó nha. Xem Hiền lại đó. Trời ơi, hai đứa đủ rồi đi cười dữ ta. Nhanh lên đi. Được chưa Hiền? Không phải, tìm cái nào tròn tí. À, được rồi, dễ thôi, tí cảm ơn bác. Ê, té, làm gì đó. Ê, chơi. Điều leo rào, nãy đi quần qua nhà bác được rồi, bây giờ leo rào, bây giờ la là kẹt. Làm gì đó. Té, anh chị lên, té. Ừ, đi đường kia đi này, đi vô hả. Lấy dao đi, vô lấy dao chứ. Nắng quá. Các bạn, nắng đây, các bạn có đi đâu chơi không, đi tắm gì, tìm chỗ nào tắm chơi các bạn ơi. Bữa nào tôi rảnh tôi đi tắm ở suối đẹp lắm. Bây giờ tranh thủ làm mấy món nộm cho các bạn. Ui, đu đủ các bạn, đu đủ to ghê, đu đủ bác trai nhà kế bên đẹp thiệt chứ. Bạn thấy không? Thôi đu đủ hai cây mà đều trái nào cũng sai, triểu nặng hết, triểu cây, triểu trái luôn á. Lấy dao cho mấy đứa nó xẻo cái đu đủ. Cào cắt đó gì. Cào cái chứ. Tôi kể nó làm nó cũng được, cẩn thận nó dao tôi bén lắm nha. Cái hộp đó còn non lắm, lấy mới được đâu. Làm gì? Này có đồ cạo rồi nè mấy đứa. Đưa cạo dùng cho thử coi. Thôi. Cạo ra đây. À được nè. Được nè. Thôi. Cạo đi. Đâu, cạo nè. Điểm cạo đi. Thôi. Cạo đi. Con gái làm chứ con trai làm. Hà nó làm giỏi hơn mấy con Hiền. Con Hiền dở quá. Hiền là phụ nó làm mấy Hiền. Mà cho phụ nó. Quay. Quay tụi nó mất công, tụi nó đập điện thoại tôi nữa. Thôi không dám quay đâu. Bỏ luôn làm đi Hà. Cào cho nó ra chứ. Nhanh lên rồi lấy cái dao băm nó ra. Lấy cái tay sao mà cắt như vậy được. Bỏ cái nó ra luôn. Như vậy luôn. Từ từ thôi. Không biết làm để tôi làm cho. Để mang à. Nã xoài á. Ừ nào, ủa nã xoài. Ủa xoài cũng nào nè. Nó sẽ nào con bưng xoài nè. Đây là bưng cái đồ kia luôn lên. Đây là rau rồi. Tự nhiên cái rau là nó nào. Đưa rửa cho. Dương à, còn gì. Anh nha, còn phải lo. Dương phải lo chứ. Trời ơi, có làm mới có ăn. Không có làm là không có ăn đâu. Đúng rồi. Có làm mới có ăn. Ủa nào ở đây được không? Đúng rồi. Ê, chơi nào thì tôi làm được không? Để rau. Ồ, làm nào đi. Làm nhìn cái gì không có làm không à. Ấy, hả không? Ủa, cái xoài nó mất cái vỏ nó ăn ngon không ta? Nào của bà mẹ nuôi tôi á. Nào đẹp không? Chắc thui đi tôi. Kệ nó chứ, nào. Ngạ tấn than tác, thất ngạ đấy đi nào.
mệt. Thận giỡn giỡn chơi không à. Quay quay con lên cả lớn. Mấy viên vậy? Đem đi. 3 ngàn, 15 viên. Ăn sao nổi trời. Không nói cũng phải ăn, ăn cháy nước mắt cũng ăn. Sao quay nè. Mà quay cho ai đó tiền của mẹ. Ừ. Có tiền mình mới đi chơi chứ bây giờ tiền đâu. Bữa nào chú đi chăn bò rồi lâu lâu kẹt quá bán con bò rồi dẫn mấy đứa đi chơi nha. Chơi hả? Bây giờ có đi làm thuê gì đâu, ăn chăn bò không mà mấy đứa cứ rủ đi chơi chú. À, anh có tiền anh rủ mấy em đi chơi, mấy con đi chơi chứ lo gì. Bây giờ cố gắng làm đi, rảnh đi chăn bò chắc kẹt quá sau mới coi cho chắc. Kiếp sau nữa, kiếp này chú lo kiếp này đi, kiếp sau gì. Bạn có biết ăn nộm không các bạn? Không. Ăn nộm chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Chua chua ngọt ngọt cay cay. Ăn đâu? Thành phố chắc biết hơn mình chứ. Đâu biết. Ở quê hay ăn bậy bạ lắm, nào là me rồi chầm ruột rồi ổi. Chầm ruột. Bữa nào có ổi dẫn các bạn đi ăn ổi. Tha trộn mà... me mà đậu. tôi nói với các bạn chứ tôi nói vậy nghiêm túc vậy, nhiều khi đi chăn bò thấy mấy cái đồ người ta trồng hay đi hái trộm đó, nhưng mà không sao, hái vài cái thôi à, vài ăn mình hái không nhiều, nhiều khi các cũng hơi ngại, nói người ta nói à đi chăn bò bậy bạ hái như vậy bắt đền đó nha, có nhiều khi người ta đi tới nhà luôn các bạn ơi, nói cho ví dụ mình hái ít thôi, hái tại bò bò ăn mì đem một nhiều khi đi chăn bò mà mê chơi mê tắm mà mẹ đi hái lén của người ta quá, bò đi ăn cái gì trăng. Trời ơi, siêu cây khổng lồ trời luôn. Trời ơi, cái này chắc cấp độ cây 20 luôn các bạn. Cái này mấy tôi mấy ăn cho nổi. Mỗi đứa bỏ trăng sao bỏ ông gì dưới trăng. Trời ơi, mấy chục cái này kiểu này cho tôi bò tử tôi đứa yếu rồi mà ăn sao nổi. Ăn nổi ăn cái này. À, có cái tỏi này. Nè, lấy tỏi nè. Đây này có mua tỏi à? Không. Ăn trời ơi, bỏ tỏi vô cho nó thơm chứ. Ăn ngon dữ. Trời ơi, trời. Bỏ cái tỏi luôn. Mua xoài nữa hả? Cay quá các bạn. Đi mua xoài nữa hả? Cay quá. Thôi rồi, dậy đi mua xoài thêm đi. Ngon. Thêm gì bác sẽ nói. Bánh này nữa nè. Bánh cái gì vậy? Bây giờ tao tâm sự sẽ xe anh thắng đi dọc phố. Thấy quán ba nào còn chỗ ra cho. Em đấy thì lắc lư em đưa về nhà. Điều ở nhà anh chắc hư tới nay ngủ khách sạn. Hey lên trong nhà là bắt con gà. Các bạn biết không? Nói cũng bị không? Ở quê có cái khách sạn là cái gì đâu? Ăn rồi đi học rồi đi chăn bò. Mà kêu là khách sạn, tôi cũng bó tay luôn. Xưa kia tôi đi làm công ty, đi muốn đi nghỉ khách sạn mà đi ở nhà nghỉ mà không biết khách sạn nghỉ như thế nào. Nhiều khi hỏi mấy người mà đi kinh doanh nhà nghỉ khách sạn à. Ủa đây là nhà nghỉ hay khách sạn vậy? Rớt cái dao tôi nó mẻ, dao tôi dao đắt tiền nha, 30 ngàn á. Ui, ừ dao giờ có gì đâu. Dao 30 ngàn á, phải giữ con. Dao có 30 ngàn. Rồi 30 ngàn là tốt á, 70 ngàn là 30 ngàn là giao nó bé lắm các bạn ơi. Tôi mua mà tôi chọn cái giao tốt không à, giao 30 ngàn hay là 20 mấy ngàn không à. Giao này giao gì á? Giao nó 70 ngàn. Chắc giao người ta đi bán làm á. Người ta lại giao tiền ra. Có gì đâu. Đúng rồi, im một con, môi con.
mùi gì. Xe chở rạ đi cho con bò sao chứ giờ này mùa hè rạ mà, rạ mà rạ bán cho bò ăn mà rơm rạ đi hả, làm thêm ăn ăn nó đủ không, ba bốn người luôn đó. Đủ rồi, ăn sao nổi cỡ này, ăn sao nổi. Coi thử, trời ơi cái này ăn sao nổi, ai nó kêu ăn sao nổi, ăn nổi á. Không làm nói thêm nữa. Ủa còn mấy miếng này, làm thêm miếng này nữa đi. Ăn hết đâu cứ làm bấm cho phiêu mấy tép thôi bác. Nó ít quá, ăn đủ không ta? Đủ. Lấy ba bốn cái đũa đi con. Ăn cho nhiều. Rồi bỏ vô. Hả? Lấy cái đũa, lấy đũa Hằng ơi, hả? Lấy cái đũa con. Nhảy ơi, nhảy ơi, nhảy, nhảy ơi. Nhảy ơi, nhảy. Điện năng. Trời ơi. Con Hà nó làm biến sạc cái xe đạp điện của nó lắm. Sạc cái gì có đi chứ, mình đi qua đi lại chứ. Nào, ở không mà, ở không mà không sạc. Trời ơi, làm cay vừa thôi, cay quá ăn cay hết một thừa luôn. Hành mà, bỏ hành tỏi vô. Cay quá. Ôi. Rửa cái này ra nữa đi. Bóng à. Ăn lộn mà ăn đen luôn, ăn lộn nè. Qua đi, đừng có coi chỗ đó để ăn lộn á. Mày. Bằng một đen gì? Bằng thế nào? Nói mấy tao biết ra rồi đấy. Tao biết ra rồi đấy. Nói mà ăn ghê lắm mà. Hả? Ăn cũng xíu xíu vậy á. Đâu mẹ? Ăn vừa đen. Cái đó nó phải bên mà xin nghe. Vừa nãy tin chưa? Hảo ăn nộm nè Hảo. Hảo ơi. Ăn nộm mấy con bé nè. Vô bên nhà xe cô. Cay quá. Con Trang làm cay quá Trang ơi. Cái ao này. Sáng như thế ao 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 làm mạng ao ao chứ. Mà bỏ. Thôi làm mạng đi. Hai. Hai cứ. Con sẽ cũng hàng. Cay cay cay. Ớt cũng cả chục cái cấp độ 30 luôn à. Tao mới ăn cấp độ 1, cấp độ 2 cũng đỡ. Trời ơi, cay 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 quá. Uống đá các bạn ơi, nắng quá, uống đá cho nó mát các bạn. Các bạn bữa trưa rồi nắng nóng nhớ uống nhiều đá nha, uống nhiều lộn, uống nhiều nước cho nó dễ nhiệt. Nắng nóng cái này ở nhà đi. Ở nhà rồi uống nước rồi chơi cho nó vui. À, con gì à vậy á? À, cay muốn chạy đi bác ơi. Ai biểu mày bỏ nhiều. Wow, ai biểu. Càng chơi ác quá, bỏ. Bữa nào làm mới đến ớt thôi. Bữa sao cái này nó không vô ra hết rồi. Wow. Ra mà cả xinh chứ. Khóc luôn mẹ. Pin dạ đang pin bỏ ớt nhiều quá ăn không nổi. Mẹ ơi, nó bỏ ớt nhiều quá ăn nó cay ăn không nổi luôn. Bỏ ớt gì tầm hai mươi mấy cái mà ăn sao nổi, cay lắm các bạn. Con chạy đâu mất luôn, nãy để tôi bỏ đai kia ăn cũng không nổi mà con gái ăn có nổi không. Cứ thách thay thằng bà ăn khán giả thôi. Thằng bà gì đi, thằng bà gì, thằng bà, thằng bà vợ người ta, vợ người ta.
Trang cổ chậm. À, cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi nha. Thì tôi không biết nói gì hơn, thì chúc các bạn có một bữa trưa mỗi ngày thật là nhiều niềm vui. Thì tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều đã luôn quan tâm tôi. Thì tôi rảnh tôi đi chăn bò, tôi qua cho các bạn xem. Tôi rảnh tôi ở nhà nhờ mấy em đây phụ tôi làm mấy cái món ăn dân dã bình thường thôi. Thì cũng cảm ơn các em và các bạn và tất cả mọi người đã luôn quan tâm tôi. Thì trong những thời gian tới thì tôi nếu mà có tiền tôi sẽ làm vài ẩm thực đơn giản, nói chung tôi cũng biết làm thôi nhưng mà làm không ngon đâu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn. Chào con. Con ơi cay chưa đáng đời bỏ chi dữ bây giờ rồi cay. Con chưa cay đâu. Con chưa cay đâu, con muốn ăn nữa cho. Ăn đi. Bye.